vì chúng ta cắt ra độc lập, thành ra hai bé sẽ có một cái sự thay đổi về sinh lý rất là lớn, và chúng ta chờ đợi cho cái những ngày qua, thông tin về ca phẫu thuật thế kỷ tách rời hai bé song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi đang được đông đảo mọi người quan tâm. Hầu hết đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm sau thành công ban đầu của ca mổ. Hiện hai bé đang được theo dõi và sức khỏe có những tiến triển tích cực. Tuy nhiên, để hai bé có thể phát triển bình thường như bao người thì chặng đường vẫn còn gian nan, bởi sẽ còn thêm những cuộc đại phẫu tiếp theo. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết hai bé đang thở máy, hỗ trợ giảm đau. Bệnh viện đang tập trung toàn lực để chăm sóc hồi sức, chống nhiễm trùng cho hai bé. Tiến sĩ bác sĩ Định cho biết tới đây hai bé phải chịu qua 4 cuộc đại phẫu là tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn, nên giai đoạn hậu phẫu còn rất nhiều khó khăn. Bé Diệu Nhi bị hẹp khí quản bên trái nên gặp khó khăn về hô hấp hơn Trúc Nhi. Hiện bé đang được theo dõi chặt chẽ. Trước đó, vào tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiếp nhận từ Bệnh viện Hùng Vương một trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu phức tạp. Tuổi thai 33 tuần, cân nặng hai bé là 3,2 kg. Hai bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong những các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác. Bác sĩ Định đánh giá đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời cực kỳ hiếm gặp từ trước đến nay. Về mặt tiêu hóa, hai bé có chân một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn. Về hệ tiết niệu, hai bé có chung bàng quang. Mỗi bàng quang được hai nhựa quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì cùng một bé. Về mặt sinh dục, hai bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, hai bé còn hở khớp mu, khung chậu hai bé xếp thành một vòng tròn. Thay đổi này nó phục hồi, nó dần dần trở lại. Cái thứ nhì nữa là chúng ta dùng một phần cái ruột của bé Trúc, bé Trị, bé Diệu, chúng ta đưa qua cho bé Trúc. Như vậy, mô hình đây là cái cuộc gọi là giống như là một ghép tạng đồng hợp tử. Đó, thì chúng ta đưa cái ruột này qua cho bé Trúc. Thì như vậy nó ít nhiều nó cũng gây một cái phản ứng. Đầu tiên là phản ứng viêm, chính vì vậy cho nên giai đoạn hậu phẫu mình phải theo dõi. Xin thưa với các đồng chí là trong y văn thì cái số ca này không nhiều, chiếm 6% từ 10 ca trở lại. Và tỷ lệ thành công của người ta chỉ có 70-75%. Và cái nguyên nhân là thường rơi ra một cái chuyện người ta cũng chưa thấy rõ, nhưng mà lần trước ấy, có một cái trường hợp rất giống của mình, người ta cũng mổ như vậy, người ta cũng cắt đôi ruột, người ta nói lại luôn tích cực. Lúc này hai bé vẫn còn phải thở máy để mà đi giảm đau, bởi vì cái cuộc mổ nó lớn như vậy bé rất là đau, mà cho thuốc giảm đau nhiều vào thì bé lại không thở được, do đó phải có hỗ trợ bằng máy. Và cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, chúng ta kéo dài cuộc mổ. Toàn bộ cái chi phí phẫu thuật thì cũng xin thưa là từ lúc bé sinh ra đến bây giờ thì bệnh viện đã hỗ trợ để mà nuôi lớn bé lớn lên. Và cũng muốn báo cho gia đình, báo cho các đồng chí lãnh đạo biết rằng hiện giờ cái tiền mà mình quyên góp mạnh thường quân cho bé là đã gần 2 tỷ đồng. Do đó là bệnh viện cũng sẽ cố gắng dùng cái tiền này để mà nuôi dưỡng hai bé. Đồng thời còn sau đó thì sẽ kết toán lại, còn lại phần này sẽ trao lại cho người nhà để mà tiếp tục mà nuôi bé hỗ trợ cho